bữa nay trời mưa tầm tã vậy nè, buồn thê thảm mọi người ơi. Mới có 1-2 giờ trưa mà nó vậy nè. Cho nên là ở nhà coi hên, còn hộp phá lấu lôi ra quất. Đó, chứ giờ mà chạy đi ăn đi đồ thì nó làm biến quá, mưa gió kiểu này. Xin chào anh chị và các bạn. Đây là món phá lấu bò của một chị ở gần đây mà chị bán, mà chị nấu ở nhà đó các bạn. Mình order 2 phần, hôm qua mình ăn hết 1 phần rồi, ăn cũng khá ngon ha. Y chang như kiểu bên Việt Nam luôn. Nước dừa rất là béo và nước chấm thì nước tắc ha, nước tắc đó. Thơm lắm, ngon. Và một phần về có giá 13 đô la. Tặng kèm với nước tắc và một ổ bánh mì. Đây nè. Miếng rau thơm nè, nước tắc nè, còn một ổ bánh mì không nữa. Cổ thì cổ chỉ bán ở nhà thôi. Và bán cho những người lân cận. Cho nên là mình không có chia sẻ được, tại vì cổ nói là cổ không có giấy phép. Mọi người thông cảm dùm cho bầu trời cà ly ha. Này, còn mình giống như mình cổ bán thì mình ủng hộ đồng hương vậy đó. Thì những cái món này ăn cũng nhiều khi thèm á, cũng có mà ăn cũng đỡ buồn, cũng vui. Mà mình ăn nhiều quán những cái món phá lấu rồi, mình thấy cô này cô nấu rất là ngon, rất là hay. Đây, này có gan nè, thanh long nè. Đó, một phần 13 đô là đổ ra cũng cả tô á, thấy cũng nhiều lắm. Xin chào anh chị và các bạn. Hấp dẫn chưa? Cũng may mắn là ở ngay Lido Sài Gòn này có rất là nhiều anh chị Mỹ, ở Mỹ mà Việt Nam á, thường nấu những cái món Việt Nam á, thường bán và họ nấu rất là ngon các bạn. Ngon lắm. Rất y chang cái kiểu bên Việt Nam luôn. Tại vì mình về Việt Nam mình hay ăn mấy những cái món này đó mà mình biết được cái mùi vị nó như thế nào. Đây, nó nghe mùi sữa, mùi thơm của béo. Thơm lắm. Nó béo nha. Còn cái này là cái chén nước chấm và nước chấm tắc. Mình là mình thích ăn á. Cái này một á, là mọi người cho vô đây một chút xíu, trộn lên. Hai á, và mọi người lấy cái miếng này họ chấm, chấm vô đây. Còn mình á, là mình thích chơi vậy. Khỏi chấm. Đó, làm cái ỉn vậy đó. Xong cái mình trộn lên mà nó có vị chua chua, vị thơm của tắc. Ngon lắm. Hôm qua ăn thử một phần rồi. Đó, bây giờ nó có vị chua nè, vị mặn nè. Đây là gan bò. Xin mời anh chị. Y chang bên Việt Nam cái miếng nào. Cái gan nó béo và nó mềm. Này chắc lá sách quá. Mềm eo à, không có dai, không có gì hết. Bánh mì. Ngon quá. Ăn được những cái món này là không còn gì bằng. Bây giờ nó có mắc một chút xíu, 13 đồng bạc. Ăn tô phở cũng đã 10 đồng rồi. Mà cái này cũng khá nhiều chứ nó không ít nha. Và ăn được cái món ngay mình thích hoặc là mình muốn thì giờ nó có mắc hơn chút xíu cũng chẳng sao. Bây giờ bầu trời Cali vừa mới nhận được cái thùng hàng này, mẹ chịu view gửi cho mình lâu rồi, mười mấy ngày về trước rồi. Đồ này là đồ dành cho bố bối, thì nghe mẹ với bé Thanh nói vậy thì cũng không biết làm sao mà tới ngày hôm nay, tức là ngày 28 tây mình mới nhận được, là sau cái Noel luôn. Cái quà này đúng ra mẹ là gửi trước lâu lắm rồi để cho Noel cho bố bối, nhưng mà do là dướng vô những cái tuần lễ á, bên Mỹ mà tuần lễ á, thì nó bị chậm trễ lại và mình mới nhận được. Ha ha, mới mở luôn. Vậy đây.
Wow, búp bê. Ha, búp bê cho bó bối nè. Bó bối giờ đồ chơi quá trời luôn, đã chưa? Wow, một cái cặp dễ thương quá. Cái cặp này bó bối rất là thích nè, nó hay bỏ đồ chơi nó vô đây chơi nè, rồi cái nó xách đi vòng vòng. Đó. Đó, cái này để ngày mai mình rảnh mình đem qua bên nhà bên bển mình đem cho bó bối. Nó bữa nay với mày đồ chơi nhiều, các cô chú tặng cho đồ chơi rồi bầu trời có ly mua thêm nữa, rất là nhiều luôn. Để mình tắt cái hít cái. Ngọn đây nóng quá. Tự mà ở trong nhà mùa đông á, mở hít lên cho nó ấm. Ngon không mọi người? Rất là ngon luôn. Để mình gọi cho bó bối. Bây giờ nó đang nằm ở ngồi ở nhà nó chơi game, nó nằm ở chơi game đó, thấy thương lắm, thấy thương. Gọi bó bối khoe mấy cái này cho nó thì coi nó sao nha mọi người nha. Chào chút xíu. Ok. Đó, đang đổ chuồng, đang đổ chuồng, đang đổ chuồng. Ê con ơi, con ơi, con à, nghe ba có đồ chơi cho con nè, bà nội mua đó, bà nội mua cho con đó, con phải thank you bà nội nghe con. Bỏ coi phải không, bỏ thank you bà nội đi nha. Đã chưa nè, em bé ngủ nè, em bé ngủ nhắm mắt nè đó, em bé ngủ nhắm mắt nè, thấy không con, em bé thức nè, em bé thức giật mở mắt nè. Đã chưa, con thank you bà nội đi, con cảm ơn bà nội đi, con phải nói, con nói bà nghe coi, con nói bà nghe. Quá, mở mở cái kia tắt đi em, tắt tắt cái kia đó, nói chuyện nó chút mà anh quay phim mà, tắt đi ba nói chuyện, ba nói chuyện con chút. Đưa mặt ba coi coi, đưa mặt ba coi coi, xuất ra chút nữa. Trời ơi, cái mặt cái thương quá. Con thank you bà nội đi con, nói đi con. Đi giỏi, nói lần nữa, lớn lên. Hay quá. Để mai ba đem qua cho con nha, còn 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 cái ba lô nữa. Một một cái ba lô đấy, để con đeo vô vai á, con đeo vai xong con bỏ đồ chơi vô, hiểu không? Nha con. Để chờ ba xuất. Đây. Tên 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 nè, đẹp chưa à? Bà nội mua cho con đó, bà nội mua cho bố bố đó nè, cái này con bỏ đồ chơi vô nè con, đó thấy không, bỏ chơi vô cái con sách đi không, bỏ bỏ đánh sơn vô nè, à bỏ make up á, đúng rồi giỏi, cái này con bỏ make up á, bỏ make up vô từ bà ờ con mua backup cho mối. Để con mua mua à, đeo cặp nữa, đeo cặp nữa, cái này con đeo vô nha con, đeo vô người, đeo vô vai nè con, đó đẹp không, màu hồng nè, màu hồng đó, màu gì con này, màu gì rồi tiếng Anh nó là gì, giỏi nó lớn lên nè, tiếng Anh nó là gì, phim giỏi đúng. Đây đó. Có hai mắt nè con, có hai mắt nè ha, hai mắt đó. Ngủ quá rồi, có không ba, có không ba, có em bé cho con. Em bé nó mặc áo nè ha, đó ôm bé con chơi ha, ôm bé ngủ nè. Thương không, dễ thương không ba, con dễ thương không, ngủ kìa. Bố bố à, bố bố à, bố bố ơi, bố bố à, chị ơi, bố bố ơi, bố bố có ai không? Đưa mặt ba con mặt đây, ba con mặt, ôi trời ơi, thương quá cái mặt. Con nhớ ba không, con nhớ ba không? Dạ nhớ. Rồi giỏi, giỏi. Nhớ
giỏi nhớ mà đòi giấy Trúc Linh. Giỏi 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 nhớ cô Tiết nữa coi coi ha. Giỏi ba tính nữa. Nó tành nữa. Hết dịch ba qua, ba qua thăm con, ok. Hết di trùng ba qua thăm con nha, nghe không? Ba trời mưa. Ừ, bữa nay trời mưa đúng rồi. Mưa quá trời mưa luôn con. Bữa nay trời mưa thấy không? Ừ, mưa nhiều lắm. Không qua miếng đi. Giỏi. Không không cá không lại đi, không lại. Giỏi. Mặt này. Mai ba đem đồ chơi qua cho con, ok? Dạ. Ok, ok. Mai đem qua cho con. Em bé ngủ. Ừ, em bé ngủ. Thường bé. Mặt kìa, mặt giống ai? Thấy không? Con cái gì con sao con con đang làm gì đó ồ bó chùm mền lại phải không? Bó chùm mền lại phải không? Dạ. Ừ, bó chùm mền lại. À, bữa nay trời mưa dữ lắm luôn anh chị, mưa nguyên một ngày một đêm luôn, đêm qua luôn. Rồi ở nhà cũng ăn uống này kia cho xong rồi chơi chút xíu rồi đi ngủ. Coi Facebook của mọi người rồi coi YouTube và quản lý cái kênh của mình, xem những comment của anh chị cũng rất là vui. Bói bói nè, bói bói con kính chào cô chú đi. Con kính chào cô chú. Giỏi quá. Tao nói lại lần nữa. Say again. Nói lại lần nữa. Con kính chào cô chú. Giỏi. Thương quá, giỏi. Ba con hình bói, có hình bói hình con hả? Hình con hả? Ok, chú ba gửi hình qua cho con coi, ok? Được không? Ừ, chú nó ba gửi hình cho con, nghe không? Yeah. Yeah, ba gửi hình cho con. Nó chùm cái mền lại. Bó chùm mền lại nè, phải không? Nói chung là nó là con ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Con ăn cơm rồi, giỏi. Con no chưa? Ăn no chưa? No rồi. No rồi, giỏi. Con đang chơi gì đó? Quay ba. Quay ba nè, quay ba nè. Quay ba hả? Quay bói. À quay bói, ok. Con chào cô chú đi. Xin chào cô chú, hôm nay con chùm. Hôm nay con chùm. Con đang làm gì đó? Bố làm bố chùm với ba. À bố chùm với ba. Con nói đi, con nói cô chú khỏe không? Con nói đi cô chú khỏe không? Con nói đi cô chú khỏe không? Dạ, cô chú khỏe không? Ừ, dạ, đó. Con khỏe, con bố bối khỏe. Bố bối khỏe. Giỏi, quá giỏi, giỏi. Thương ba quá ba ơi. Ồ, bà thương ba quá hả? Ồ, bà cũng thương bói lắm luôn á, bà thương bói lắm nha con. Bà thương bói, giỏi quá, bé bà giỏi quá. Ừ, bà thương ba quá bà ơi. Thương con quá, bà thương con quá. Hết dịch kêu ba qua đây chơi với ba, qua đây ngủ với ba, ok. Dạ. Ừ, giỏi, giỏi quá. Ừ, giỏi. À, cảm ơn chị đã xem clip bầu trời Kali. Gặp được con vui lắm, vui lắm. À, làm được gì cho nó cũng thấy cảm thấy vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại. Con ơi, con bye bye cô chú đi. Con xin con bye bye cô chú. Bye con này ba. Cái gì con? Ồ, con bấm đó hả? Bye bye mọi người, hẹn gặp lại.